Tao làm hơi nhiều quá. Mày nhìn nào. Có gửi tiền đây. Có cho biếu bác luôn. Ba ăn sáng chưa? Ra đường gặp cụ ông bán báo dạo hiếm hoi, chàng trai quyết định tặng món quà vô cùng ý nghĩa. Vô tình bắt gặp một cụ ông trên đường tay bê một chồng báo lớn, chàng trai đã bước tới hỏi thăm thì biết ông mưu sinh bằng việc bán báo giấy, mỗi tờ chỉ 10.000 thôi. Anh thanh niên đã không ngần ngại mua giúp ông cụ một tờ báo với giá đặc biệt, rồi hỏi ông thêm mấy chuyện. Nhưng khi hỏi được vài câu thì thấy ông không mấy quan tâm, lúc sau mới biết ông bị điếc một bên tai. Cho biếu bác luôn. Dạ, xin lấy tờ nữa. Thôi cho lấy một tờ thôi. Ơ, bác ăn sáng chưa? Theo chân cụ ông rong ruổi khắp phố phường, chàng trai đã âm thầm chụp lại cho ông một bức ảnh đời thường dung dị. Lần la đến gửi tặng tấm ảnh cho ông, hỏi thêm ông mấy câu mới biết ông đã bán báo hơn 30 năm rồi. Đến giờ này vẫn chỉ sống một mình không đồng hành cùng ai. Nói rồi ông lại lặng lẽ bước đi, hòa vào dòng xe, dòng người đang xuôi ngược ngoài kia. Thời đại công nghệ, khi báo điện tử lên ngôi thì số người đọc báo giấy càng thu hẹp lại dần. Ấy vậy mà trên những con đường tấp nập kia lại có một cụ ông dáng người thấp bé, mưu sinh bằng việc bán những tờ báo giấy trên khắp các ngõ nhỏ, phố nhỏ. Hình ảnh của ông giữa trời đông lại khiến cho người ta se sắt lòng mình lại, một số chia sẻ từ cộng đồng mạng để lại. Ông bán báo từ khi chị biết ông là năm chị 20 tuổi, giờ chị đã 43 mà ông vẫn giữ nghề. Giờ báo mạng nhiều quá nên báo giấy cũng chẳng mấy ai xem. Nhìn bộ dạng của bác giống cựu chiến binh, tai điếc một bên, chắc cũng do di chứng chiến tranh để lại. Xin chúc ông sức khỏe và có một cuộc sống thanh bình như ông hằng mơ ước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.